Di có ngửi thấy mùi gì không con? Con có ạ. Mùi gì nhá? Mùi cháy đốt đen ạ. À. Xem đã sôi chưa nhá. Vâng ạ. Ôi sôi bập bùng rồi. Mẹ ơi, đám mây kìa. Rồi. Ta da. Mẹ ơi. Ta da ta da. Đây Di thích ăn bát to hay bát bé? Con thích ăn bát bé hơn ạ. Sẽ múc ra bát bé cho Di một bát nhá. Hơi bị nóng ấy ạ. Nên mẹ nhớ cẩn thận đấy nhé. Ok con. Daisy ơi, nếu mà chảy đậu đen mà bị quá nóng thì mình sẽ làm gì? Nguội bớt đi. Đó, mình về thổi. Ngoài ra phải để nhanh hơn thổi mình có thể làm được gì nhỉ? Mẹ ơi, mình có thể ngâm nước đá hoặc cho đá vào. Đúng rồi, con có thể chạy ra lấy một ít đá được không? Không có. Có một cái đạn bát nhỏ nhỏ trong đấy. Đây gì? Con hãy quan sát chuyện gì xảy ra với những viên đá mình vừa cho vào ấy nhỉ? Nó đang bị tan chảy. Nó đang bị tan chảy. Ui dồi, nó chuẩn bị biến mất luôn rồi này. Đây gì? Con cho mấy viên đá vào bát này đấy? Nhiều viên đá. Sao bây giờ còn có 2 viên thế này? Tại vì nó đã tan mất rồi ạ. Tại sao nó lại tan ra được nhỉ? Vì nước, nhiệt độ nó nóng. Tại sao nhiệt độ nó nóng lại làm cho đá tan ra? Tại vì đá nó lại lạnh. Còn cháy đậu đen cũng là từ nước nhưng nó lại nóng hơn nên là cái lạnh đấy nó sẽ bị tan ra. Để mẹ giải thích kỹ hơn cho Daisy nhá. Viên đá này ban đầu được làm từ gì nhỉ? Nước ạ. Đúng rồi, viên đá này ban đầu được làm từ nước. Nước lạnh. Nước nhá, bình thường mình nhìn thấy nước là chỉ là một cốc nước bình thường trong suốt đúng không? Khi ở nhiệt độ bình thường ở trong phòng thì các bạn này chạy chơi nhảy múa tung tăng với nhau nên là mình đổ bạn ấy vào cốc thì bạn ấy sẽ có hình cái cốc, mình đổ bạn ấy vào cái bát thì bạn ấy có hình cái bát, đúng không? Thế nhưng khi mà bạn ấy chui vào tủ đá thì nhiệt độ rất là gì nhỉ? Thế khi mà mình bị lạnh thì mình phải làm gì cho nó ấm lên? Mình dùng lò sưởi hoặc mặc quần áo ấm. Đúng rồi, gì nữa nhỉ? Tắm nước lạnh. Hả? Hoặc mình tắm nước nóng. Đúng, gì nữa nhỉ? Hoặc mình có thể như nào nhỉ? Mình có thể ôm nhau. Mình có thể ôm nhau. Các bạn tinh thể nước khi mà vào tủ lạnh các bạn cũng sẽ rất là lạnh. Thế nên là các bạn ấy cũng sẽ phải ôm nhau thật là chặt và đứng sát cạnh nhau như thế này. Và bạn ấy sẽ không cục cựa di chuyển gì được cả. Bạn ấy đứng yên như thế này và sẽ tạo thành đá. Dạ, rắn. Đó chính là những viên đá như thế này. Vâng. Cái gì thấy kỳ diệu không? Có ạ. Mẹ ơi, hãy nhìn trong bát này. Không còn một viên đá nào. Không còn một viên đá nào bởi vì bạn ấy đã tan ra hết rồi. Bây giờ nhá, mình muốn các bạn đá này lâu tan hơn thì mình sẽ phải lấy những viên đá to hơn hay bé hơn, đố Daisy biết. To hơn ạ. Đúng rồi, bây giờ con vào lấy cho mẹ những viên đá to hơn xem nào. Chúng ta đã có những viên đá to hơn. Con làm được nó cứng lắm mẹ ơi, con sẽ để thử. Con lấy được một viên đá ra rồi. Rồi nhá, con nhìn này. Bây giờ mình sẽ cùng cho một viên đá to và một viên đá nhỏ xem viên nào tan nhanh hơn nhá. Hãy cùng xem. Đố con biết bạn nào sẽ tan nhanh hơn? Con không biết, bây giờ chúng ta cứ như vậy đi. Mình sẽ cùng quan sát nhá. Ôi bạn này cũng bé đi này, hai bạn này cùng bé đi nhưng bạn nào sẽ bé đi nhanh hơn nhỉ? Bạn đá con kia. Bạn này vẫn còn như lần đầu rồi. Bạn này chuẩn bị tan chảy hết và biến mất rồi. Còn bạn kia? Còn bạn đá to thì vẫn còn hơi to to một tí. Thế tại sao các bạn đá ở trong tủ đá ra cho vào nước nóng thì các bạn ấy lại tan ra nhỉ? Tại vì nó nóng. Đúng rồi, tại vì nó nóng rất chuẩn. Nhưng mà tại sao nước nóng lại làm cho đá tan ra? Tại vì đá làm từ lạnh nước. Tại vì nhá,
các bạn nước đá thì ôm nhau rất chặt như thế này đúng không? Yeah. Các bạn tinh thể nước ở trong đá thì ôm nhau rất là chặt như thế này. Còn các bạn nước nóng, càng nóng nhiều thì các bạn ấy sẽ càng hoạt động nhiều. Daisy nhớ vì sao lúc mà mình đun nước xong rồi có cái gì bốc lên đấy nhở? Khói. Có hơi nước bốc lên đúng không? Đấy là vì các bạn nước chạy nhảy tứ tung và chạy quá nhanh đến nỗi các bạn ấy va đập vào nhau và các bạn ấy bốc hơi lên. Đấy chính là nước sôi. Nước sao lại va đập ạ? À? Bởi vì các bạn ấy chạy nhảy nhanh quá, các bạn ấy va đập vào nhau đúng không? Vâng. Thế thì khi mình cho một viên đá vào đây, các bạn ấy đang ôm nhau và đứng cạnh nhau rất là chặt. Gặp các bạn nước nóng đang chạy nhảy rất là nhanh. Thế là các bạn nước nóng sẽ rủ các bạn đá là các bạn ơi ra đây chơi với tớ đi. Thế là các bạn ấy sẽ không ôm nhau nữa, các bạn sẽ lại chạy ra nhảy nhót tung tăng. Và thế là dần tan ra lại giống như là các bạn nước bình thường thế này. Cháu biết không Daisy? Mẹ ơi, bạn đá kia tan nhanh hơn bạn đá này. Đúng rồi, bạn đá bé tan nhanh hơn bạn đá to đúng không? Vâng. Và để quyết định cho thời gian tan nhanh hay là chậm của đá thì không chỉ là nhiệt độ của nước đâu Daisy ạ. Còn một số yếu tố nữa và bây giờ mình sẽ cùng làm một thí nghiệm nhá. Vâng ạ. Để xem là các bạn đá sẽ tan nhanh hay chậm bởi vì sẽ có những lý do gì nhá. Vâng ạ. Trong tự nhiên, nước tồn tại ở ba thể: rắn, lỏng, khí. Nước được cấu tạo bởi các tinh thể li ti chuyển động quanh nhau. Khi gặp lạnh, các tinh thể này hoạt động chậm lại, đến một mức nhất định sẽ tạo thành vật rắn, chính là những viên đá. Khi nhiệt độ cao, các tinh thể nước hoạt động nhanh và mạnh hơn, đến một mức nhất định sẽ tạo hiện tượng sôi và bay thành hơi. Khi cho đá vào nước nóng, các tinh thể di chuyển chậm ở viên đá, va chạm với tinh thể ở nước sôi, làm tinh thể nước sôi nhanh chóng hoạt động chậm lại. Với ba nguyên liệu là một cái khay đá, các bạn sinh vật biển rất là đáng yêu như thế này và một chút nước, mình sẽ cùng làm một thí nghiệm vô cùng hấp dẫn và thú vị với các bạn nhỏ nhé. Ta-da! Khay đá này bây giờ sẽ được chu du ở trong tủ đá và các bạn sinh vật biển này sẽ được quay trở lại thời kỳ băng hà để sẵn sàng cho thí nghiệm tiếp theo của chúng ta. Daisy ơi, bây giờ mình sẽ cùng chơi một trò chơi cực kỳ thú vị. Con sẽ trở thành nhà khảo cổ học và giải thoát các bạn sinh vật biển đã bị đóng băng nhá. Con thích. Nhưng mà trước tiên mình sẽ phải giải cứu các bạn ý. Và không chỉ bằng một cách mà bằng bốn cách khác nhau. Đấy chính là mình sẽ cho các bạn ý vào các môi trường khác nhau. Đầu tiên sẽ là gì đây nhở? Môi trường muối. Con xúc muối vào một khay này cho mẹ. Thứ hai là gì đây nhở? Đường ạ. Con rất thích ăn bạn đường. Có ngọt không? Đây đúng là đường rồi. Đây là gì nhở? Bột ạ. Đây là một loại bột đặc biệt. Ui, con không liếm nhá. Có những thứ mình có thể liếm được nhưng có những thứ không. Đây là con may mắn con chạm phải đường ấy. Đây thì nhớ lần trước con uống nhầm cái gì ở trong chai nhựa trông giống là nước nhưng thực ra lại là gì? Rượu ạ. Cho nên là tuyệt đối không ăn hoặc là nếm những thứ gì mà chưa hỏi ý kiến của bố mẹ nhá. Nhất trí không? Dạ. Đây là baking soda này. Baking soda ạ. Cuối cùng rất đặc biệt, đây là gì nhỉ? Cát, mặn cát. Đây chính là cát. Hết chưa? Chưa hết. Bây giờ mẹ sẽ đi cỗ máy thời gian, mẹ về thời kỳ kỷ băng hà để mẹ lấy các bạn động vật đang bị mắc kẹt nhá. Để con làm cho, con thích. Được, thế đây đi vào trong tủ đá lấy cho mẹ khay đá ra đây. Con nhìn thấy cái gì ở đây đây? Viên đá động vật ạ. Ở đây có rất nhiều các bạn sinh vật biển này, các bạn cá khác nhau đang bị mắc kẹt ở trong tảng băng này. Bây giờ mình sẽ cùng thả các bạn ấy vào bốn môi trường khác nhau mình có ở đây để xem bạn nào sẽ được giải cứu đầu tiên nhá. Bây giờ con thả một bạn vào muối nè.
mẹ sẽ bấm đồng hồ nhá, để xem bạn nào nhanh nhất nào. Con có muốn giúp mẹ đẩy các cái này vào không? Vét các cái này vào. Bây giờ hãy quan sát thật nhanh. Bạn cá nào sẽ được giải cứu đầu tiên theo con? Cả hai bạn này ạ. Bạn nào nhanh hơn trong hai bạn này? Bạn này ạ. Bạn cá sọc xanh vàng này đúng không? Vâng. Bây giờ mình sẽ dùng một cái thìa nhá. Mình giải cứu bạn ấy cho nó nhanh nhá. Mẹ chỗ nào? Đây, nhà thám hiểm Daisy, xin mời con. Hai bạn cá sọc vàng xanh này đang ở trong cái bể có gì ấy nhỉ con nhỉ? Con nhớ không? Lúc đầu mình thấy muối. Có muối, đúng rồi. Và muối sẽ làm cho hai bạn ấy tan nhanh. Mẹ đã có một đại dương xanh đang chờ rồi. Mình hãy giải cứu các bạn ấy, cho các bạn ấy bơi lại vào trong đại dương nhá. Mẹ ơi, nhưng bạn ấy chưa hết đăng đâu rồi. Cho luôn vào cho nó xong ấy. Mẹ đã gỡ xong rồi. Con có muốn thả bạn ấy vào không? Con cố. Rồi, ten ten. Thế bây giờ con muốn giải cứu tiếp cho bạn nào? Bạn baking soda. Bạn baking soda này là gần như chưa tan mấy luôn. Bạn cát này cũng thế, gần như chưa tan mấy luôn. Đây, đây, bạn này này. Bạn này cũng hơi hơi tan. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn này nữa nhé. Nhà khảo cổ học Daisy đang phá băng để cứu bạn bạch tuộc ra khỏi kỳ băng hà. Nhưng chưa được đâu. Nhà khảo cổ vất vả phết mà đi nhỉ. Bơi 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 bơi. Xin chào mừng các bạn trở lại đại dương. Chúng mình đã thoát khỏi kỳ băng hà rồi nhá. Daisy ơi, vậy là sau khoảng 20 phút thì mình đã giải cứu thành công tất cả các bạn sinh vật biển ở trong các cái khay này ra về đại dương xanh bao la. Con còn nhớ là bạn nào đã được giải cứu nhanh nhất, đá của bạn nào tan nhanh nhất không nhỉ? Chính là hai bố con nhà bạn cá văn đúng không? Và các bạn ý lúc trước là ở trong khay có gì nhỉ? Con nhớ không? Có cá văn là có. Cá văn là có gì nhỉ? Con biết. Nhớ lại xem. Muối. Đúng rồi, cá văn là có muối. Chính muối đã làm cho đá của các bạn cá văn tan nhanh hơn đấy Daisy ạ. Đặc biệt không? Và ở một số nước mà hay có tuyết rơi, buổi sáng ngủ dậy tuyết rơi phủ hết cả mặt đường, không thể nào đi ô tô được. Con có biết là mọi người hay làm gì để cho tuyết ở trên đường tan nhanh hơn để mọi người có thể đi ô tô, đi làm và đi học không? Không ạ. Mọi người rải muối, rắc muối lên trên mặt đường để tuyết tan nhanh hơn đấy. Đặc biệt không? Và chính muối sẽ làm cho đá và cho băng và cho tuyết tan nhanh hơn. Đấy chính là lý do vì sao mình có thể giải cứu được hai bồ con nhà bạn cá văn nhanh ơi là nhanh, nhanh nhất trong số tất cả các bạn sinh vật biển ở đây luôn. Không biết các bố mẹ khác như thế nào nhưng bản thân mình thì chưa bao giờ mình thấy có bất kỳ bạn nhỏ nào mà lại không thích chơi với đá lạnh hoặc là băng tuyết cả. Vậy thì thay vì việc lúc nào cũng chăm chăm cấm các bạn ấy, bố mẹ có thể giới thiệu để cho các bạn ấy có thể thỏa sức chơi với đá lạnh và vẫn có thể lồng ghép trong đó rất nhiều những kiến thức hữu ích và thú vị. Bố mẹ và các bé ơi, hãy subscribe YouTube channel VTV7 Kids để có thể đón xem trọn bộ chương trình học cùng con nhé.